Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất và mặt trăng lớn thứ 5 trong hệ mặt trời. Nó cũng là thiên thể duy nhất mà con người từng đặt chân đến. Theo tri thức và cuộc sống, mặt trăng đã là bạn đồng hành thân thiết của trái đất trong hàng tỷ năm. Và mặc dù quan điểm của chúng ta về hình dạng và kích thước của nó có phần thay đổi khi nó quay quanh hành tinh của chúng ta, nhưng nó vẫn hiện diện thường xuyên trên bầu trời. Mặt trăng của chúng ta là một vật thể rắn, đá, được bao quanh bởi một lớp khí rất mỏng, được hình thành cùng thời điểm với trái đất khoảng 4,5 tỷ năm trước. Theo NASA, một giả thuyết được nhiều người chấp nhận cho rằng mặt trăng xuất hiện từ các mảnh vụn đá sau một vụ va chạm lớn giữa trái đất trẻ và một hành tinh nhỏ hơn, một vật thể giả định có tên Theia. NASA cho biết một giả thuyết va chạm khác đề xuất rằng cả mặt trăng và trái đất đều hình thành sau vụ va chạm của hai thiên thể, mỗi thiên thể có kích thước gấp 5 lần sao Hỏa. Mặt trăng nằm cách trái đất khoảng 239.000 dặm, tương đương với 385.000 km và có khối lượng ước tính 1,62 x 10 mũ 23 pound, tương đương với 7,35 x 10 mũ 22 kg. Các hình ảnh về mặt trăng cho thấy bề mặt của nó bị rỗ với các miệng núi lửa có kích thước khác nhau do tác động trong quá khứ tạo ra. Mặt trăng cũng có kích thước bằng 1/4 hành tinh trái đất. Các phần khác nhau của mặt trăng có nhiệt độ rất khác nhau. Nó có thể lạnh đến âm 137 độ C và nóng tới 127 độ C. Tuy nhiên, mặt trăng có ảnh hưởng đáng kể đến hành tinh của chúng ta. Nó kiểm soát thủy triều, ổn định khí hậu và làm cho trái đất dễ sống hơn. Các loài động vật cũng tận dụng ánh trăng để săn mồi vào ban đêm. Chim sử dụng nó để di cư và điều hướng. Và mặc dù các nhà khoa học không chắc chắn chính xác cách thức san hô chọn thời điểm mỗi năm để sinh sản, nhưng họ biết điều đó luôn xảy ra sau khi trăng tròn. Paul Chaudet, quản lý Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần trái đất CNEOS, thuộc phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA tại Caltech ở Pasadena cho biết kịch bản điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trăng tiến gần về trái đất. Ngay cả khi điều này chỉ xảy ra từ từ, nó sẽ rất tàn khốc. Khi mặt trăng ngày càng tiến gần, các thành phố ven biển như Tokyo, New York, London và Mumbai sẽ bị nuốt chửng bởi thủy triều khủng khiếp. Ước tính rằng những đợt thủy triều này sẽ mạnh gấp 8 lần bình thường nếu khoảng cách của mặt trăng trái đất giảm đi một nửa. Mọi thứ trở nên đáng sợ hơn khi mặt trăng đến gần. Ở khoảng cách 1.341 dặm, gần bằng khoảng cách trái đất với chúng ta, với trạm vũ trụ quốc tế, mặt trăng sẽ lấp đầy nửa bầu trời và thủy triều cao hàng dặm sẽ tràn ra khắp thế giới nhiều lần trong ngày, phá hủy đi hoàn toàn mọi thứ trên đường của chúng ta. Nếu điều đó nghe chưa đủ, hãy nhớ rằng cũng sẽ có những trận động đất lớn, phản ứng núi lửa và sự gia tăng nhiệt độ lõi của hành tinh, vì gần mặt trăng sẽ kéo trái đất về phía nó theo đúng nghĩa đen. Trên thực tế, nếu tất cả dung nham tan chảy và cuối cùng được giải phóng vào đại dương, chúng ta có thể thấy nước chỉ đơn giản là sôi lên. Một khi mặt trăng đạt đến giới hạn Rose, tất cả sẽ kết thúc. Đây là điểm mà lực thủy triều mạnh hơn lực hấp dẫn. Chẳng bao lâu nữa, mặt trăng sẽ vỡ thành nhiều mảnh và ít nhất là trong một thời gian, những mảnh này sẽ tạo thành một vòng tuyệt đẹp xung quanh trái đất, giống như các vòng xung quanh sao Thổ. Nhưng chiếc nhẫn sẽ không tồn tại mãi mãi, mặc dù có nhiều nguy cơ toàn bộ mặt trăng đâm vào trái đất, nhưng các mảnh vỡ cuối cùng sẽ bắt đầu rơi xuống trái đất, phá hủy các thành phố, gây ra các miệng núi lửa lớn và có khả năng hủy diệt toàn bộ sự sống trên trái đất. 8 bí ẩn lớn nhất về trái đất. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng hàng chục tàu vũ trụ đã vẽ được bản đồ bề mặt sao Hỏa còn chính xác hơn độ sâu của đại dương trên trái đất. Thực tế này ám chỉ, bất chấp các tiến bộ về thành tựu khoa học và kỹ thuật, con người vẫn chưa hiểu rõ được hành tinh đang cư trú. Dưới đây là 8 trong số các bí ẩn về trái đất vẫn chưa được giải mã, theo Discovery. Thứ nhất, tại sao trái đất lại ẩm ướt? Các nhà khoa học cho rằng trái đất là một khối đá khô sau khi hình thành cách đây 4,5 tỷ năm. Vậy, nước H2O, chất hóa học thiết yếu, đến từ đâu? Có thể câu trả lời là một hệ thống phân phối giữa các vì sao, dưới hình thức các va chạm quy mô lớn cách đây khoảng 4 tỷ năm. Trái đất có thể được bổ sung các hồ chứa nước của mình trong giai đoạn va đập liên tiếp với những thiên thạch băng đá. Dẫu vậy, khởi nguồn của nước trên hành tinh của chúng ta vẫn còn là một bí ẩn vì chẳng còn mấy bằng chứng đá còn lại từ thời kỳ này. Thứ hai, trong lõi trái đất có gì? Thành phần của lõi trái đất chưa tiếp cận được vẫn còn là một bí ẩn. Ít nhất vào những năm 1940, dựa vào khám phá về các thiên thạch, giới khoa học đã suy đoán về sự cân bằng ban đầu của các khoáng chất cần thiết của trái đất và chỉ ra những thứ bị thiếu. Sắt và niken vắng mặt trong lớp vỏ của hành tinh nên được phỏng đoán nằm trong lõi trái đất. Tuy nhiên, các đo đạc trọng lực vào những năm 1950 tiết lộ các phỏng đoán này không chính xác, lõi trái đất quá nhẹ.
Ngày nay, các nhà nghiên cứu tiếp tục suy đoán các yếu tố dẫn đến sự thiếu hụt về tỷ trọng phía dưới lớp vỏ trái đất. Họ cũng vẫn bối rối trước các sự đảo ngược định kỳ trong từ trường trái đất, vốn khởi phát từ sự dịch chuyển của sắt dạng lỏng dịch ở lớp vỏ ngoài. Thứ ba, mặt trăng hình thành từ trái đất như thế nào? Liệu có phải một vụ va chạm khủng khiếp giữa trái đất và một hành tinh có kích cỡ sao Hỏa đã hình thành nên mặt trăng? Hiện vẫn chưa có sự đồng thuận toàn cầu về lý thuyết va chạm lớn này vì một số chi tiết không sáng tỏ. Ví dụ, thành phần hóa học gần giống nhau của cả hai thiên thể ám chỉ mặt trăng sinh ra từ trái đất, không phải từ một vật va chạm riêng rẽ. Dẫu vậy, một trái đất trẻ quay quanh có thể phải thải đủ đa nóng chảy trong quá trình va chạm để hình thành một mặt trăng có thành phần hóa học tương tự theo các mô hình nghiên cứu khác. Thứ tư, sự sống trên trái đất bắt nguồn từ đâu? Liệu sự sống tự nảy sinh trên trái đất hay bắt nguồn từ trong không gian giữa các vì sao và được thiên thạch mang tới đây? Những thành phần cơ bản nhất của sự sống, chẳng hạn như các axit amin và vitamin, đã được tìm thấy trên các hạt băng bên trong các tiểu hành tinh và trong các môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất. Để tìm ra cách thức những thành phần này kết hợp với nhau để hình thành nên sự sống đầu tiên vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của sinh vật học. Hiện chúng ta không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu hóa thạch trực tiếp nào về các cư dân đầu tiên của trái đất, vốn có thể là những vi khuẩn nhai đá nguyên thủy. Thứ năm, nguồn gốc oxy trên trái đất. Sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào các vi khuẩn lam, những vi khuẩn vật cũng đã giúp biến đổi căn bản bầu khí quyển trái đất. Chúng thải ra oxy và làm bầu khí quyển tràn đầy dưỡng khí lần đầu tiên cách đây khoảng 2,4 tỷ năm. Tuy nhiên, đá hé lộ, nồng độ oxy tăng, giảm như một tàu lượn siêu tốc suốt 3 tỷ năm, cho đến khi được ổn định vào kỷ Cambri khoảng 541 triệu năm trước. Vậy, các vi khuẩn đã quyết định thành phần không khí hay còn có một yếu tố tác động khác? Tìm ra câu trả lời cho bí ẩn này là yếu tố quan trọng trong việc giải mã lịch sử sự sống trên hành tinh của chúng ta. Thứ 6, nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ kỷ Cambri. Sự xuất hiện của dạng sống phức tạp trong kỷ Cambri sau 4 tỷ năm đầu của lịch sử trái đất đánh dấu một bước ngoặt độc nhất vô nhị. Theo nhận định của nhà địa chất học Donna Whitney thuộc Đại học Minnesota của Mỹ, đột nhiên trái đất có các động vật có bộ não và mạch máu, mắt và trái tim. Tất cả tiến hóa nhanh hơn trong bất kỳ khoảng thời gian nào khác từng được biết đến cho đến nay. Sự nhảy vọt về nồng độ oxy ngay trước thời kỳ bùng nổ kỷ Cambri này được coi là một nguyên nhân, nhưng các yếu tố khác cũng có thể giải thích sự gia tăng bí ẩn của các loài động vật, chẳng hạn như sự chạy đua vũ trang giữa những động vật ăn thịt và con mồi. Thứ 7, các kiến tạo địa tầng bắt đầu khi nào? Các mảnh mỏng trên lớp vỏ cứng của trái đất đang va chạm tạo ra các cảnh tượng núi non hùng vĩ và các vụ phun trào núi lửa dữ dội. Tuy nhiên, các nhà địa chất vẫn không biết rõ thời điểm khởi phát va chạm của các kiến tạo địa tầng. Hầu hết, các bằng chứng đã hủy hoại. Chỉ một số ít các hạt khoáng chất nhỏ có tên gọi khoáng chất Zircon còn tồn tại từ cách đây khoảng 4,4 tỷ năm. Và chúng cho các nhà khoa học biết các khối đá giống lục địa đầu tiên đã tồn tại. Dẫu vậy, bằng chứng cho các kiến tạo địa tầng đầu tiên vẫn gây tranh cãi. Các nhà địa chất vẫn hoài nghi về cách vỏ lục địa hình thành như thế nào. Thứ 8, căn nguyên khởi phát và chấm dứt động đất. Các mô hình thống kê có thể tạo ra dự báo về khả năng xảy ra động đất trong tương lai, tương tự như các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo về cơn mưa sắp tới. Tuy nhiên, điều đó không giúp mọi người thoát khỏi sự thất bại trong việc dự đoán về trận động đất tiếp theo. Ngay cả thử nghiệm tốt nhất cũng dự báo sai lệch 12 năm khi các nhà địa chất phỏng đoán một cơn địa chất lớn sẽ xảy ra tại Parkview, bang California, Mỹ vào năm 1994 và thiết lập các công cụ đối phó với nó. Dẫu vậy, trận động đất thực tế xảy ra vào năm 2004. Một trong những trở ngại lớn nhất là các nhà địa chất vẫn không hiểu lý do tại sao động đất khởi phát và chấm dứt.